tống tiền lên tới hàng tỷ đồng bằng các hình ảnh và clip nóng cắt ghép từ công nghệ thực tế ảo AI, ghi nhận nhiều nạn nhân mới của loại tội phạm công nghệ này, đặc biệt đối tượng lại là nam giới. Cần làm gì để tự bảo vệ bản thân? 420 tù nhân ở nhà tù lớn nhất Congo đã được thả tự do vì tình trạng nhà tù quá tải và điều kiện sống của tù nhân trở nên ngày một tồi tệ hơn. 13 trong số 27 thành phố lớn nhất của Italia đang trong tình trạng báo động đỏ với nắng nóng vì tình trạng thiếu nước ngày một trầm trọng hơn. Thành phố Đà Lạt đã yêu cầu tạm dừng thi công các hạng mục của dự án thủy điện Cam Ly, quyết định được đưa ra sau khi phát hiện tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực thi công. Theo ghi nhận, thì quá trình xây dựng dự án thủy điện Cam Ly, chủ đầu tư đã thực hiện đào lấp tại khu vực tờ bản đồ số 4 tại xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt để xây dựng đường ống ngầm. Vị trí này xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Riêng khu vực sụt lún nằm ngoài khu vực thực hiện dự án thủy điện đã có diện tích hơn 270m². Khu vực này thì được đánh giá là có khả năng tiếp tục sạt trượt trong thời gian tới. Tại Nha Trang vào ngày hôm qua, một người đàn ông chạy xe máy tới một cây xăng rồi bất ngờ đổ xăng ra sàn và châm lửa đốt khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Sự việc xảy ra rất nhanh khiến nhiều người đang đổ xăng bị bất ngờ. Sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút tại cửa hàng xăng dầu phường Phương Sài. Đám cháy bén lửa nhanh lan rộng một khu vực lớn, trong đó thì có bén lửa vào một trụ bơm xăng. Theo đại diện của cửa hàng thì ngay sau khi đám cháy bùng lên, nhân viên cửa hàng đã kịp thời dập tắt đám cháy nên không có thiệt hại lớn về tài sản. Đối tượng gây ra vụ cháy sinh năm 1995 đã bị công an bắt giữ. Thực hiện test nhanh, đối tượng cho kết quả dương tính với ma túy. Trên thị trường hiện đã xuất hiện thuốc giả Cefixim 200, loại thuốc kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông tin về hiện tượng này và yêu cầu tăng cường chống thuốc giả. Kết quả kiểm nghiệm tại Thanh Hóa và Bình Dương cho thấy là thuốc không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu kiểm định Cefixim. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tuyên dương khen thưởng em Huỳnh Triệu Điền, học sinh lớp 5 trường tiểu học Giang Biên, quận Long Biên, do dũng cảm cứu bạn khỏi đuối nước. Sự việc xảy ra vào chiều 16 tháng 7 khi đang tắm biển ở xã Duy Hải, huyện Duy Sơn, tỉnh Quảng Nam. Phát hiện một bạn nhỏ trong tình trạng đuối nước ở khu vực ngoài phao cảnh giới, em Điền đã không chút do dự, dũng cảm bơi ra và đưa bạn vào bờ an toàn. Trải nghiệm đi thuyền thúng Hội An đã được xếp vào danh sách 25 trải nghiệm đi thuyền được yêu thích nhất thế giới, theo đánh giá của tổ chức du lịch hàng đầu thế giới TripAdvisor. Theo đó, trải nghiệm thuyền thúng ở rừng Dừa, Cẩm Thanh, thành phố Hội An xếp thứ 19 trong top 25 trải nghiệm trên thuyền hấp dẫn nhất của du khách toàn thế giới trong năm nay. Tham gia trải nghiệm này, du khách sẽ được ngồi thuyền thúng tận hưởng không khí trong lành của một vùng quê tách rời chốn đô thị. Trong top 25 trải nghiệm trên thuyền thú vị nhất, Việt Nam còn có thêm một đại diện nữa là trải nghiệm chèo kayak khám phá Vịnh Lan Hạ, Hải Phòng và Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Tao cho mày 15 phút, làm cái giá để đổi lấy danh dự của mày. Mình đã chặn rồi mà chúng nó vẫn lấy số điện thoại, nick khác để gọi điện, nhắn tin tống tiền bạn ạ. Nó biết mà đúng thật luôn là từ cảm xúc của mình. Cười, các thứ, cảm giác như là người thật luôn. Kiểu mình bất lực ấy. Yến lúc đấy em có cái suy nghĩ là hay là kiểu đổ sang một cuộc đời mới ấy. Tương là hơn 2 tỷ đồng vào ví điện tử để không bị đăng lên mạng xã hội hay là gửi tới nơi làm việc và cho chuộc lại các clip và hình ảnh nhạy cảm này. Trường hợp nạn nhân bị sập bẫy, các đối tượng sẽ hướng dẫn mua tiền điện tử và chuyển đến các tài khoản ví điện tử theo chỉ định, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền. Và ai đang là nạn nhân cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc số điện thoại đang hiện trên màn hình để cung cấp thông tin và phối hợp điều tra xử lý. Bài cảnh báo trên khi được chúng tôi đăng tải trên fanpage của VTV24 cũng đã nhận được hàng chục ngàn lượt tương tác và bình luận. Nhưng phần đa lại không mấy lo lắng, thay vào đó là những bình luận có phần đùa cợt và chủ quan. Tuy nhiên khi biết được những con số giật mình ngay sau đây có lẽ quý vị sẽ phải suy nghĩ lại. Khi mở trên thế giới, báo cáo mới nhất của Trung tâm Quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột ở Mỹ cho biết những cậu bé trong độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi là những nạn nhân chịu tống tiền tình dục nhiều nhất trên mạng xã hội Instagram với tỷ lệ chiếm tới 90%. Còn theo báo cáo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ, từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023, số vụ tống tiền liên quan tăng tới 20% và phần lớn nạn nhân là nam giới.
Những con số khiến những người nam giới cần phải suy nghĩ một cách nghiêm túc về nguy cơ trở thành nạn nhân bị cắt ghép từ AI với mục đích xấu, gây tổn hại đến cuộc sống và danh dự của chính các anh ạ. Và sẽ rất vất vả và mất nhiều thời gian để xử lý triệt để những khủng hoảng này. Do chúng ta đang quá dễ dãi với hình ảnh của mình trên mạng xã hội, hay công cụ giờ đây trở nên sẵn có đến mức một người không mấy dành với công nghệ như tôi, chỉ với một chiếc điện thoại và một vài hướng dẫn ở trên nền tảng mạng xã hội TikTok, thì với một clip như thế này, ứng dụng có tên là Vigo AI, tôi có thể dễ dàng truy cập, bấm vào dấu cộng để chọn hình ảnh là người bạn dẫn của tôi, ví dụ như vậy, và một clip hình ảnh nhảy để thực hiện động tác của người đó và generate, là ngay lập tức chúng ta sẽ có được một clip với hình ảnh của anh Mạnh Cường và những động tác nhảy không khác gì so với bản gốc. Và anh Mạnh Cường ngay lúc này đang đứng cạnh tôi, có thể nhìn thấy với kích thước thật ở trên màn hình kia. Wow. Anh thấy thế nào? Tôi thì tôi không biết nhảy, tôi chưa bao giờ nhảy bao giờ, nhưng mà nhưng mà clip này thực sự là rất là thực tế, thậm chí là giống, nếu như mọi người để ý là có thể thấy là cái khuôn miệng rồi cái nét biểu cảm khuôn mặt nó cũng rất là tự nhiên, cũng rất là giống như là mình đang làm. Nhưng mà nếu mà để ý kỹ một chút thì những cái khuôn viền, đường viền xung quanh nó cũng chưa được tự nhiên lắm. Tôi nghĩ là cần phải cải thiện thêm một chút đấy ạ. Vâng, thế mới thấy là những người mà sử dụng nhiều mạng xã hội như chúng ta hay là như anh Cường, thì những hình ảnh đó với những phần mềm mà tôi không phải trả phí và hoàn toàn có thể dễ sử dụng như thế này, nó đã dễ dàng làm cho những clip chỉ là đơn giản là nhảy thôi. Nhưng nếu những hành động khác với mục đích khác thì có lẽ thời gian chỉ là trong tích tắc, và với những phần mềm chuyên nghiệp thì có lẽ sẽ thật khó cho chúng ta khi không biết là hậu quả để lại sẽ như thế nào. Và nói về hậu quả thì hãy để cho những người trong cuộc lên tiếng. Tao cho mày 15 phút làm cái giá để đổi lấy danh dự của mày. Đó là lời đe dọa của những đối tượng lừa đảo bằng hình thức ghép mặt của nạn nhân vào clip đổi trụy để tống tiền. Chặn đi là hết việc. Mình đã chặn rồi mà chúng nó vẫn lấy số điện thoại, nick khác để gọi điện, nhắn tin tống tiền bạn ạ. Không ít người đã rơi vào cảnh ngộ tương tự. Nhận được lời kết bạn của nhiều bạn nữ lạ trên mạng xã hội, chàng trai này bỗng chợt thì các bạn ấy cắt mặt ra và ghép vào một vài trung tâm nhạy cảm rồi gửi cho mình để tống tiền. Mày có chuyển tiền cho tao không? Mình trong đợt đấy là khoảng 14 triệu. Dù nếu không thì tao sẽ phát tán và gửi hết cho những người thân quen của mày. Video có nội dung đồi trụy kèm nhiều hình ảnh khỏa thân với thể lượng dài khoảng 1 phút. Và anh là nạn nhân chính xuyên suốt trong nội dung video. Mình không hiểu nổi rằng tại sao công nghệ bây giờ nó ghép chân thực đến mức đấy. Nó ghép mà đúng thật luôn, là từ cảm xúc của mặt, miệng, cười, các thứ. Nó cảm giác như là người thật luôn, chỉ có ánh mắt của mình nó sẽ hơi đơ một tí. Tiền có thể mất, nhưng mất danh dự là điều khiến cho nhiều nạn nhân lo sợ nếu clip được lan truyền rộng rãi. Các bạn bịa ra nói là thằng này nó có một cái lối sống phức tạp á, và có những tin đồn của em với bạn bè của em nữa, mà em không thể nghĩ được là họ có thể nói ra được những cái điều như vậy luôn. Kiểu một bất lực ấy. Ý lúc đấy em có cái suy nghĩ là hay là kiểu đổi sang một cuộc đời mới ấy, là sẽ kiểu tự tử vào đấy luôn ấy. Không muốn nhớ lại cái cảm giác lúc đấy nữa. Gây tâm lý hoang mang, lo sợ mất danh dự cho nạn nhân để đổi lấy một số tiền và lợi dụng kẽ hở từ các hình ảnh người dùng đăng tải công khai trên mạng xã hội tràn lan. Nam giới với nhiều lợi thế đặc thù đã trở thành mục tiêu mới của loại tội phạm này. Nhưng bản chất đối tượng sản xuất ra những clip giả mạo này để tống tiền mà. Thì họ phải nhằm vào những cái người mà có tiền chứ. Và cái người đấy phải ít nhất phải có một cái vị thế gì đấy trên xã hội. Người ta có những cái thứ có thể mất cao hơn là số tiền người ta phải trả. Thông qua mạng xã hội, có quá trình theo dõi các hoạt động, các status, những cái hình ảnh video. Thứ nhất là chúng biết xem người này là thuộc cái đẳng cấp gì. Những người đàn ông họ thành đạt trong xã hội, họ có vị thế nhất định, thì họ rất cần phải có sự bảo đảm an toàn về mặt danh dự uy tín. Thì đối tượng nắm được cái điểm yếu như vậy, chúng tấn công. Vâng, xin chào Chuyển động 24 giờ ạ. Anh Quảng ơi, có những lỗ hổng nào trong thói quen sử dụng các thiết bị công nghệ của mình mà khiến càng ngày càng nhiều người bị lợi dụng để cắt ghép bức ảnh trở thành những bức ảnh nóng và bị tống tiền như vấn đề đang được nêu ạ? Thực ra thì cái việc cắt ghép ảnh lên những cái clip hình ảnh và có cái nội dung tác động tiêu cực đến xã hội thì thực sự nó không mới. Tuy nhiên thì là thời gian gần đây xu thế này là có chiều hướng gia tăng đáng kể.
bởi vì là nó có được sự hỗ trợ thuận tiện hơn rất nhiều của những cái công nghệ mới ngày nay. Chỉ cần kẻ xấu người ta có bất kỳ một cái hình ảnh cá nhân nào đó của mình, đơn giản trên bức ảnh chụp thôi, hoặc đơn giản bức ảnh trên mạng xã hội, trên Facebook của mình thôi, thì kẻ xấu hoàn toàn có thể tạo ra được các cái đoạn view clip hay là những hình ảnh mà có cái nội dung không tốt như thế. Thế thì để mà tránh được việc bị lợi dụng như vậy thì chúng ta nên tạo ra một cái thói quen sử dụng mạng xã hội, thói quen sử dụng internet nó an toàn hơn một chút. Trong đó thì ví dụ như thông thường thì chúng ta chỉ nên chia sẻ các hình ảnh cá nhân, hình ảnh riêng tư với chế độ bạn bè hoặc là những cái người thân quen thôi, thì không nên để ở những cái chế độ công khai. Thứ hai là đôi khi thì không thể tránh khỏi được cái việc mà chúng ta phải để ở chế độ công khai, đúng không ạ? Đặc biệt là những người nổi tiếng nhỉ, thì khi đó chúng ta nên hạn chế đưa những hình ảnh nó mang tính chất đời thường. Cái thứ hai nữa là cũng nên là có những cái đội ngũ hoặc là tự mình giám sát những thông tin, kiểm tra tra cứu thông tin của mình trên mạng xem người ta có đang có những cái luồng dư luận nào, thông tin nào nó trái ngược với mình hay không, để mà chúng ta kịp thời xử lý những cái nguy cơ đó trước khi nó trở thành một cái, chẳng hạn như một cái khủng hoảng truyền thông. Liệu có phải những người dùng như chúng tôi đang quá dễ dãi, hay do các đối tượng tội phạm về công nghệ đang ngày một tinh vi hơn nên là dễ dàng lọt lộ những cái thông tin và hình ảnh như thế? Cái xu thế này nó đến từ cả hai phía. Một mặt là từ phía người dùng, thì chúng ta nhìn chung là chưa có cái sự chọn lọc kỹ lưỡng trong việc sử dụng những cái ứng dụng hỗ trợ cho cái cuộc sống thường ngày của chúng ta. Không nên là dùng những cái phần mềm, đặc biệt là những phần mềm crack hay những phần mềm được giới thiệu nói rằng là có cái phần mềm rất là hay, mình mà dùng thì chỉnh sửa ảnh rất là đẹp. Tuy nhiên là đôi khi là những phần mềm đó nó lại sử dụng cái dữ liệu của chúng ta mà theo những hình thức là có hại chúng ta. Cái việc bảo vệ mà chống khỏi cái việc bị giả mạo khuôn mặt thì khó, tại vì mình kiểu gì mình cũng phải cung cấp hình ảnh ra ngoài thôi. Nhưng mà mình có thể là làm trước các hành động để mà chống lại hậu quả của những cái việc đó. Ví dụ như là nếu như người ta chỉ có một cái ảnh profile của người ta đăng tải trên mạng xã hội thôi, thì người ta sẽ rất là khó để tạo được một cái profile giống hệt như chúng ta. Nhưng nếu họ có cả thông tin về ngày tháng năm sinh, nơi chúng ta sinh sống hồi bé, trường cho ta học chẳng hạn, thì những thông tin đấy có thể giúp cho kẻ xấu tạo ra một cái hồ sơ mạng xã hội gần như là giống y hệt như thật. Và thậm chí thì nếu mà một cái người dùng nào khác nhìn thấy hai cái hồ sơ đấy thì chúng ta không phân biệt được đâu là thật đâu là giả luôn. Tự chúng ta nên thường xuyên kiểm tra, tìm kiếm xem là cái tên thì mình, cái thương hiệu của mình có đang bị lợi dụng ở đâu đó không. Thì khi phát hiện những việc như vậy thì hoàn toàn chúng ta có thể là phối hợp với các cơ quan chức năng, báo lên các cái đơn vị có thẩm quyền để mà hỗ trợ trong cái việc là điều tra nguyên nhân, hoặc thậm chí là yêu cầu gỡ bỏ, vì cái việc mà mạo danh người khác trên mạng xã hội là một cái sự việc là vi phạm pháp luật. Chúng ta nên chủ động là những việc đấy trước khi nó xảy ra thành những khủng hoảng truyền thông mà diễn ra, nỗ lực mà để khắc phục lớn hơn rất là nhiều. Cảm ơn anh Trần Minh Quảng với những thông tin rất hữu ích trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay với Chuyển động 24 giờ ạ. Vâng, điều quan trọng xin được nhắc lại thêm một lần nữa, chỉ có cách duy nhất là chúng ta đi trước một bước tội phạm mạng. Nếu là Facebook, ví dụ như ở đây tôi có trang Facebook cá nhân của mình, chúng ta sẽ bấm vào phần mở rộng để khóa trang cá nhân của mình ở trạng thái là lock profile, tức là người lạ sẽ không thể tìm kiếm được thông tin hay là hình ảnh của chúng ta. Ở đây lock profile đã hoàn thành và chỉ có những người đã được kết bạn với chúng ta thì mới có thể nhìn những hình ảnh và thông tin. Còn với các nền tảng khác thì chúng ta sẽ để ở chế độ riêng tư và sẽ không kết bạn với những đối tượng lạ. Còn nếu như mà không may trở thành đối tượng của các loại tội phạm này thì hãy thực hiện theo các bước như sau. Đầu tiên là chụp lại ảnh màn hình, lưu thông tin, có thể lập vi bằng để ghi nhận sự việc. Tiếp đến, lưu lại tin nhắn, hình ảnh, ghi âm, số điện thoại của các cuộc gọi đến để đòi tiền. Bước thứ ba, yêu cầu đối tượng không đưa hình ảnh hoặc là gỡ xuống các hình ảnh xuyên tạc. Và cuối cùng là trình báo đến cơ quan chức năng như là công an hay là thanh tra thông tin truyền thông sớm nhất có thể. Thưa quý vị, Chuyện nóng ngày hôm nay hy vọng sẽ là hướng dẫn cụ thể nhất và cảnh báo sớm để quý vị tránh tâm lý lo sợ và mất tiền oan vì những đối tượng tội phạm mới. Và hãy nhớ là chúng ta là những người sử dụng công nghệ, đừng để công nghệ tận dụng con người. Còn bây giờ sẽ là các tin tức khác cùng với biên tập viên Mạnh Cường tiếp nối chương trình ngày hôm nay. 12 bộ sách giáo khoa cho 12 năm học phổ thông theo chương trình mới 2018 đã hoàn thành. Năm học 2024-2025 là năm vô cùng quan trọng vì kết thúc chọn bộ sách giáo khoa mới làm tiền đề để đánh giá tổng quan chương trình đổi mới giáo dục toàn diện. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự đổi mới khảo thí. Nhiều băn khoăn của các giáo viên các cấp khi mà tập huấn sách giáo khoa mới đợt này cũng đã được bày tỏ. Em sẽ có cơ hội nhé, được phát huy cái trí tưởng tượng của... Các giáo viên cấp tiểu học đang nghe tập huấn về sách giáo khoa lớp 5. Sau 5 năm học hỏi, nhiều giáo viên đã chủ động hơn và biết cách tìm tòi sáng tạo trong phương pháp dạy và học. Sẽ tham khảo tất cả những cái bộ sách của ba bộ sách kết nối này, Chân trời sáng tạo và Cánh diều, và những cái thông tin chính thống tham khảo ở trên mạng, rồi là liên hệ thực tế, vận dụng để cho các con dễ liên hệ này, dễ vận dụng này, và các con từ đó các con hình thành cái kỹ năng. Nội tại trong cái tiết học thì giáo viên chỉ là người gợi mở, hướng dẫn để cho các con có những hoạt động, thì trong tiết học thì giáo viên của chúng tôi lại
lại phải bớt nói đi và đẩy cái phần hoạt động đó cho các con, thì chúng tôi lại cảm thấy rất là thoải mái và tiết học sẽ diễn ra rất là tự nhiên. Cái chuyên đề học tập thì nó cũng sẽ là rất là linh hoạt, các thầy các cô có thể. Năm 2025, học sinh cuối cấp trung học phổ thông sẽ được thi theo chương trình mới. Sự đổi mới cách thi sẽ tác động đến việc dạy học và định hướng ôn tập ở năm lớp 12 của nhiều giáo viên. Khó khăn trong việc lập ra các cái đề thi và đánh giá và cho học sinh thi tốt nghiệp. Khi mà giảng dạy lựa chọn một bộ nào đó thì nên theo cái cấu trúc bài học của cái bộ đó. Nhưng nội dung thì có thể tham khảo thêm các cái bộ sách khác để chúng ta có thể bổ sung lẫn nhau. Tiếp nối là những băn khoăn của giáo viên cấp trung học cơ sở, nhất là cấu trúc đề thi với hai môn khoa học tự nhiên và lịch sử địa lý ở các kỳ thi như học sinh giỏi thi vào trường chuyên và thi chuyển cấp. Với lớp 9 thì với tổ hợp khoa học tự nhiên cũng như là khoa học xã hội thì chúng tôi phải chọn những giáo viên có thể nói là giáo viên có chuyên môn cứng hơn để đi đồng hành cùng với các con, nhưng cũng băn khoăn là chưa hề có cái hướng dẫn là sẽ thi như thế nào. Cho nên là các cô cũng chắc chắn là sẽ phải cố gắng. Mong rằng là các cấp cũng có những cái định hướng sớm nhất về cái cấu trúc của những cái đề thi như là đề thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, đề thi cấu trúc đề thi học sinh giỏi. Hơn một tháng nữa sẽ bắt đầu năm học mới 2024-2025. Các nhà xuất bản đã công khai đường link tập huấn cũng như bộ sách giáo khoa điện tử để giáo viên có thể tham khảo thêm làm dữ liệu dạy và học cho mình. Đêm qua, vùng núi và Trung Du Bắc Bộ cùng Quảng Ninh có mưa nhiều nhất cả nước. Trong đó, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang và Quảng Ninh mưa to nhất. Trong 9 tiếng qua, có điểm lượng mưa vượt 80mm, thậm chí tại Cẩm Phả, Quảng Ninh còn lên tới 111mm. Do mưa lớn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra cảnh báo nhanh về vùng có nguy cơ rất cao, xảy ra sạt lở, lũ quét và ngập úng cục bộ ngay trong sáng nay. Đặc biệt lưu ý ở khu vực sườn đồi núi và ven sông suối nhỏ thuộc Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu. Mưa lớn ở vùng núi Trung Du Bắc Bộ sẽ kéo dài đến thứ 6 tuần này. Sau đó thì mưa giảm nhưng mà vẫn có những điểm mưa to. Vì thế mà mối nguy hiểm về lũ quét, sạt lở vẫn sẽ thường trực ở vùng đồi núi. Bà con phải hết sức lưu ý. Vòng mưa lớn có lúc lên tới hơn 250mm tại Thái Nguyên đã khiến một người thiệt mạng tại huyện Định Hóa. Đêm qua, mưa đã tạm ngớt tại huyện này, nhưng nước lũ chảy rất xiết và nguy cơ sạt lở lũ quét vẫn còn rất lớn. Cụ thể ra sao, xin được kết nối điện thoại với ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Xin chào ông, xin ông cho biết tình hình cụ thể lúc này như thế nào, có còn mưa lớn nữa hay không ạ? Ở Định Hóa có xảy mưa liên tục, mưa diện rộng toàn huyện. Chúng tôi đã thống kê được là có một người bị lũ cuốn trôi và chúng tôi đã tìm thấy. Thì thống kê sơ bộ là trên 1.500 ha lúa bị ngập lụt. Đường chính vào huyện là quốc lộ 3C thì đã bị chia cắt đến 6 điểm. Đó, chỗ thì ngập lụt, chỗ thì bị sạt lở. Đấy, mưa lũ thì cũng ảnh hưởng lớn đến hệ thống điện. Hiện tại chúng tôi đang phải cắt điện của 6 xã bởi vì nó ảnh về nước ngập lụt nhiều. Còn về quan điểm của huyện thì chúng tôi đang ứng trực toàn bộ 100% quân số của ngành, của công an, rồi quân sự, rồi các lực lượng dân quân, rồi tự vệ đang ứng trực ở các cái điểm có bị ngập lụt, rồi các cái điểm của cầu tràn để ngăn cản không cho người và phương tiện di chuyển. Trước mắt thì chúng tôi vẫn cứ chỉ đạo 4 tại chỗ. Hiện tại thì có 13 hộ dân đang có nguy cơ sạt lở. Chúng tôi đã vận động là người dân đi rời ra khỏi vùng nguy hiểm, bao giờ an toàn thì mới được trở về. Cái thứ hai là nguy cơ những chỗ bị sạt lở, chờ cho mưa lũ nó ngớt thì phải xử lý ngay để ứng cứu cho dân. Vâng, xin được cảm ơn ông. Thông tin từ các địa phương cập nhật cũng cho biết tại huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang trong 2 ngày qua đã có 2 người thiệt mạng do đá sạt lở sau đợt mưa kéo dài. Tại Điện Biên, mưa lũ cũng đã khiến 2 người tử vong vào sáng qua tại huyện Tùa Chùa và huyện Mường Trà. Còn ở thủ đô Hà Nội, hơn 1.000 người dân vẫn đang nằm trong vùng ngập lụt tại xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ. Nhiều giải pháp đã được tăng cường để hỗ trợ người dân.
Hiện lương thực và nước uống đã được cung cấp hàng ngày. Gần 700 hộ dân tại những thôn xóm ngập sâu nhất cũng đã được di rời. Ghi nhận của các phóng viên Nguyễn Ngân, Thanh Xuân ngay trong buổi tối ngày hôm qua. Cây sào này thì có độ dài 2,5 mét và khi cắm xuống đây thì gần như là gần ngập. Tại đây thì có những ngôi nhà tắt điện hoàn toàn, là những ngôi nhà mà các hộ dân thì đã được chính quyền di rời toàn bộ những ngày gần đây. Còn những ngôi nhà sáng đèn là những ngôi nhà mà vẫn còn an toàn, nên chính quyền đã khảo sát và xác định là vẫn có thể giữ bà con ở lại. Những ngày này thì cả ngày lẫn đêm các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực 24/24 giờ để theo dõi mọi diễn biến thời tiết và có thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho tính mạng người dân. Những nhà gần nhau chung nhau một chiếc thuyền. Anh Điệp vừa hỗ trợ chở bà con ra rồi quay lại nhà. Toàn bộ đồ đạc được anh chất lên cao, bó rau xanh đường nhà hàng xóm mua hộ. Tình cảm cũng có với nhau. Ngập trên này nhà nào cũng có truyền thống ấy, bơi giúp chở những người không có truyền thống ra ngoài đê, ra ngoài chỗ không ngập để đi làm. Mà xong rồi lại gửi người ta bảo đi làm về mua cho tôi mới bớt rau nhá. Đàn lại người ta lại mua về. Chuồng gà nhà ông Quý được quây kín ngay khi nước vừa dâng. 135 hecta lúa và nhiều diện tích hoa màu của xã Nam Phương Tiến đã mất trắng. Gần một tuần nay, cả xóm chạy lũ, trẻ con đều được đưa đi gửi ở nhà người quen, chỉ còn người lớn ở lại. Thông báo trên loa truyền thanh ấy, thế là di rời dần, ví dụ từ chỗ thấp lên chỗ cao, là cũng dần còn là của thì đúng là cũng thiệt hại nhưng mà người thì không ảnh hưởng một tí nào cả. Thiệt hại kinh tế là rất nhiều. Thứ nhất chăn nuôi, lợn gà cái cũng mấy vịt gà mấy cây hái là mỏ bụng là tâm này chúng em mất hết. Thôi không còn là nấy gì. Tôi cố gắng mình làm giàu để vượt qua những cái trong giai đoạn khó khăn. Những tổ chốt của chính quyền xã Nam Phương Tiến thường xuyên đi tuần tra trong đêm, nhắc nhở người dân hạn chế dùng thuyền di chuyển vì có thể nguy hiểm. Thường xuyên tuần tra, cũng như là hỗ trợ cho nhân dân để giải quyết các cái tình huống phát sinh trong cái lúc ngập úng này xảy ra. Hiện tại đối với dân trong vùng chúng tôi là ổn định, không có cái tình huống phức tạp về an ninh, cũng như là không có cái tình huống nào xấu xảy ra. Kể từ sau thời điểm trận lụt lịch sử cách đây 6 năm, tại xã Nam Phương Tiến đã bắt đầu xuất hiện những ngôi nhà vượt lũ. Trong lúc chờ những giải pháp lâu dài, thì đó là cách để người dân sống chung với lụt. Theo thông tin cập nhật thì tình trạng ngập lụt ở ven sông Bùi, sông Tích tại thủ đô Hà Nội sẽ còn kéo dài vì vùng trũng thấp, lũ thoát rất chậm. Dự báo đến 1 giờ chiều nay, lũ trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt và trên sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc sẽ vẫn cao trên mức báo động 3. Ngập lụt sẽ tiếp diễn ở các vùng trũng thấp ven sông thuộc huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức hay Quốc Oai, Thạch Thất từ 3 đến 4 ngày nữa. Khả năng đến cuối tuần này nước ngập mới xuống nhanh khi lũ trên sông xuống hẳn kết hợp với việc bơm nước từ vùng ngập ra. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 7 dương lịch và nhìn lại cả tháng qua thì miền Bắc mưa nhiều bất thường và gây ra nhiều trận lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng khiến hàng chục người thiệt mạng. Chỉ tính riêng trong ngày hôm qua thì đã ghi nhận 5 người thiệt mạng do sạt lở và lũ cuốn ở Hà Giang, Điện Biên và Thái Nguyên. Vụ sạt lở đất kinh hoàng ở huyện Bắc Mê, Hà Giang vào sáng ngày 13 tháng 7 thì đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, 11 người đã thiệt mạng. Vì sao lại có mưa lớn và sạt lở bất thường như vậy? Sáng nay chúng tôi đã mời đến trường quay ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Cảm ơn ông đã đến với trường quay Chào buổi sáng ngày hôm nay. Thưa ông thì nguyên nhân gì khiến vùng núi và trung du Bắc Bộ sạt lở nhiều đến như vậy ạ? Vâng, một trong những nguyên nhân dẫn tới cái hiện tượng trượt lở đất ở khu vực vùng núi phía Bắc nhiều hơn mọi năm đó là cái mùa mưa năm nay ở cái Bắc Bộ đến sớm. Và theo thống kê của chúng tôi, cái mùa mưa năm nay đến sớm từ khoảng nửa cuối của tháng năm đã bắt đầu xuất hiện cái mưa lớn ở cái khu vực Bắc Bộ và cái tổng lượng mưa trong các tháng của mùa mưa đến giờ thì đều cao hơn so với trung bình nhiều năm. Thống kê từ đến ngày hôm nay là ngày 31 tháng 7 thì cái lượng mưa ở Bắc Bộ phổ biến là cao hơn trung bình nhiều năm từ 20 đến 50%, và khu vực ven biển thì lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm đến từ 80 đến 120%. Đấy là một trong những cái nguyên nhân. Thêm một cái nguyên nhân nữa là không chỉ cái tổng lượng mưa trong tháng cao thì còn trong cái, những cái đợt mưa lớn ở cái Bắc Bộ vừa qua thì có những cái điểm mà có cái cường suất mưa rất lớn. Ví dụ như ở khu vực Bắc Quang vào ngày 3 tháng 7, cái lượng mưa lên tới là 297 ly, tức là xếp thứ tư trong lịch sử, từ năm 1900, thứ tư trong lịch sử của 64 năm đo đạc ở khu vực Bắc Quang.
và tại Tân Lập cũng tại Bắc Quang ấy, thì cái lượng mưa của đêm mùng 9 sang ngày mùng 10 thì trong 12 tiếng cái lượng mưa lên tới trên 500 mm, tức là khoảng một nửa mét nước đổ xuống một cái khu vực như vậy, và nó đã gây ra cái tình trạng với cái lượng mưa, tức là cái thời gian mưa dài, cái số ngày mưa lớn nhiều và cái mưa cường suất lớn, và cái hệ quả nó đã gây ra cái tình trạng ngập lụt và hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. Và ngoài ra thì trong cái 10 ngày gần đây ấy, thì Bắc Bộ liên tục xuất hiện những cái hình thái gây mưa lớn, đó là chúng ta thấy là cái bão số 2 vào ngày 23 đến 25 tháng 7 gây ra cái mưa, một cái đợt mưa lớn ở cái phần Bắc Bộ từ 23 đến 25, và gần đây thì từ ngày 28 đến nay ấy, thì Bắc Bộ xuất hiện một cái hình thế là cái rãnh áp thấp và cái vùng xoáy thấp phát triển gây ra cái mưa ở Bắc Bộ liên tục từ ngày 28 đến giờ, và cũng đã ghi nhận trong những ngày gần đây ghi nhận một số cái điểm mưa cục bộ lớn như là khu vực Chương Mỹ của Hà Tây, cái lượng mưa vào ngày 23 tháng 7 lên tới 460 mm, và gần đây nhất là ngày hôm qua tại Trung Hội, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, cái lượng mưa trong 24 tiếng lên tới 364 mm. Đấy là những cái điều mà nó đã gây ra cái tổ hợp của cái mưa dài ngày, cái mưa nhiều hơn trung bình và cái mưa cường suất lớn trong thời gian ngắn đã gây ra những hiện tượng lũ quét và trượt lở đất và cái tình trạng ngập úng ở khu vực Bắc Bộ trong thời gian vừa qua. Dạ vâng, mới đang là nửa đầu mùa mưa nhưng mà đã ghi nhận mưa lớn tại nhiều nơi như vậy. Vậy thì thời gian tới khi mà chuyển sang pha La Nina thì tình hình mưa bão dự kiến sẽ có diễn biến nghiêm trọng như thế nào thưa ông? Vâng, trong cái tháng 8 thì vẫn là cái cao điểm của cái mùa mưa ở khu vực Bắc Bộ, và vì thế bà con sinh sống ở cái khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ cần hết sức cảnh giác với hiện tượng sạt lở đất và lũ quét và trượt lở, và cái do cái mưa lớn cục bộ trong cái thời gian ngắn. Còn xa hơn ý, thì trong cái thời gian khoảng từ nay đến cuối năm thì cái tác động của cái hiện tượng La Nina xuất hiện vào cái khoảng mùa thu năm nay, tức là khoảng tháng 9, tháng 10, tháng 11 ý, thì mưa lớn sẽ dồn dập xảy ra đặc biệt khu vực Trung Bộ từ tháng 9 đến tháng 11, và giai đoạn này khu vực Trung Bộ cũng cần cảnh lưu ý tới cái hiện tượng lũ quét và trượt lở đất trong cái đoạn nửa cuối của cái năm nay, tức là cái giai đoạn mùa thu, tức là tháng 9, tháng 10, tháng 11. Còn dự báo trong gần đây, trong khoảng từ nay đến 10 ngày tới thì chúng tôi cũng vẫn đang tiếp tục dự báo cảnh báo khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, tức là khu vực như là Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai là những vùng mà tiếp tục có cái mưa lớn, và cái mưa này duy trì từ nay đến khoảng 3 tháng 8, sau đó là mưa có xuống giảm. Nhưng mà về đêm và sáng thì vẫn có những cái điểm mưa lớn cục bộ có thể khả năng xảy ra. Mưa lớn mà nó đã xảy ra trên cái nền đất đá đã mất hoàn toàn độ kết dính ấy, nhiều nơi độ ẩm trong đất đã lên tới trên 100%, thì đã đạt được cái mức bão hòa, thì cái hệ quả là có khả năng cao sẽ xảy ra cái hiện tượng lũ quét và trượt lở đất trong những ngày tới. Dạ vâng, như vậy là tháng 8 tiếp tục là thời kỳ cao điểm mùa mưa ở các tỉnh miền Bắc, và khả năng thì sẽ xuất hiện những cái đợt mưa lớn nên nguy cơ xảy ra ngập úng ở vùng trũng thấp và lũ quét sạt lở đất ở vùng núi là rất nguy hiểm. Và trước thiên tai thì cảnh báo sớm, hành động sớm sẽ là điều vô cùng quan trọng để giảm nhẹ những cái rủi ro có thể xảy ra. Và ngay từ thời điểm này thì người dân cũng như là các địa phương cũng cần có sự chuẩn bị sẵn sàng để phòng tránh và ứng phó với mùa mưa, bão lũ, cực đoan. Và một lần nữa thì cảm ơn ông Hưởng với những dự báo chi tiết vừa rồi. Thưa quý vị, một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, gần 6.000 m2 đất ven sông Tiền thuộc xã An Hiệp đã bị nước lũ cuốn trôi và nhiều diện tích cây ăn trái đang bị đe dọa. May mắn là vụ sạt lở này thì không gây thiệt hại về người và nhà cửa. Là một trong những hộ bị ảnh hưởng bởi vụ sạt lở, chỉ trong khoảnh khắc, ông Đạt mất trắng hơn 1.000 m2 đất trồng dừa. Vụ việc cũng làm dở một đoạn đê bao khiến nước tràn vào vườn cây. Lo ngại sạt lở sẽ còn tiếp diễn, ông tranh thủ thu hoạch số dừa còn lại. Giờ già rồi cái không có làm gì đó, trồng dừa cho nhẹ săn sóc thôi vậy đó. Kể như lỡ là kể như mất luôn một khúc đất rồi. Do khu vực này không có nhà cửa nên không gây ra thiệt hại về người và các tài sản khác. Tuy nhiên, theo bà con, nơi đây đã có kè ngầm bảo vệ từ nhiều năm qua nên vụ sạt lở khiến mọi người rất bất ngờ. Hiện phần đất sạt lở được ghi nhận chủ yếu là đất vườn của 4 hộ dân. Tính là cũng đâu có lỡ nữa, tính cũng liên mười mấy năm nay rồi. Nhưng mà dòng nước xấy thì năm nay lỡ tính mới đầu buổi đầu thì tính cũng không có lỡ lớn vậy như mọi năm. Rồi không ngờ sao xấy càng lỡ. Bãi đá kè nó cũng lớn lắm rồi đi xuống hết trơn. Sạt lở ở khu vực sông Tiền, chiều dài khoảng 91 m và chiều sâu khoảng 65 m. Với tình hình đó thì Ủy ban nhân xã trực tiếp
chỉ đạo các lực lượng đi đến khu vực sạt lở thực hiện các cái nội dung phòng chống thiên tai. Do mực nước đang dâng cao và xoáy mạnh nên dự báo khu vực này nhiều khả năng vẫn còn tiếp tục xảy ra sạt lở. Hiện trong vành đai sạt lở còn có khoảng hơn 40 lồng bè. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, sẵn sàng các phương án ứng phó để hạn chế thiệt hại nghiêm trọng có thể xảy ra. Cộng hòa Dân chủ Congo đã thả 420 tù nhân từ nhà tù lớn nhất và quá tải nhất của nước này. Nhà tù Makala được xây dựng vào năm 1957 để giam giữ 1.500 tù nhân. Nhưng có nguồn tin cho rằng là hiện nay nhà tù đã giam giữ khoảng 15.000 tù nhân, phần lớn đang bị giam để chờ xét xử. Có tù nhân cho biết là đã ở tù 17 năm mà chưa được xét xử. Việc thả tù nhân sớm diễn ra vài tuần sau khi xuất hiện những hình ảnh về tình trạng quá tải và điều kiện sống tồi tệ bên trong nhà tù trên mạng xã hội. Những người chỉ trích tình trạng này cho rằng là cần có những thay đổi mang tính hệ thống hơn trong hệ thống tư pháp của Congo để ngăn chặn tình trạng giam giữ kéo dài trước khi xét xử. Bộ Y tế Italia vào ngày hôm qua cho biết là 13 trong số 27 thành phố lớn nhất của nước này đang trong tình trạng báo động đỏ do ảnh hưởng của thời tiết nóng và khô gây nguy cơ rất là ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, ngay cả đối với những người khỏe mạnh. Ngoài ra thì có 2 thành phố đang trong tình trạng báo động cam. Trong đợt nắng nóng dữ dội thì nhiều nơi, đặc biệt là ở các vùng phía Nam đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước. Italia đã lập đường dây nóng để cảnh báo nhiệt đặc biệt để cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết và hướng dẫn chống nóng. Ngoài ra thì các thành phố đã giới thiệu một ứng dụng điện thoại thông minh miễn phí mới giúp người dân và du khách có thể xác định được vị trí đài phun nước miễn phí gần nhất bất cứ lúc nào. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Italia phải vật lộn với những tác động của đợt nắng nóng dữ dội và kéo dài, đặc biệt là khi nước này bước vào mùa cao điểm du lịch. Hàn Quốc đang chứng kiến số lượng đêm nhiệt đới tăng lên trên toàn quốc trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài đã khiến cho nhiệt độ từ tối đến đêm vẫn duy trì trên 30 độ C. Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc từng giải thích hiện tượng này kéo dài là do nắng nóng khiến bề mặt trái đất nóng lên vào ban ngày và không thể hạ hết nhiệt vào ban đêm. Dự báo đợt nắng nóng này vẫn còn tiếp diễn và khiến cho Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với mùa hè nóng nhất từ trước đến nay. Các chuyên gia cảnh báo rằng nhiệt độ tại thành phố Paris trong những ngày tới có thể lên đến 36 độ C trong khi các vận động viên đang tranh tài tại Thế vận hội mùa hè. Theo các chuyên gia, khi mà nhiệt độ trên 35 độ C, các vận động viên sẽ có thể bắt đầu bị ảnh hưởng. Các vận động viên tham gia các sự kiện ngoài trời sẽ cảm nhận rõ sức nóng thiêu đốt. Trước tình hình trên, Ban tổ chức Olympic Paris 2024 đã triển khai khoảng 1.200 máy nước mát và đài phun sương được rải khắp thành phố để giúp 10 triệu khán giả của Olympic và khách du lịch giải nhiệt.